vàng thách chuông. Cuộc đời ai giống ai, có biết được tương lai, chờ đợi cho hết mai, hôm nay vừa phôi phai. Cho dòng người đến rời đi, đừng quên vội vàng. Này bạn yêu dấu ơi, xin anh đừng quên tôi, vì ngày mai biết đâu tôi đi theo miền xa xôi, xa rồi lại nhớ nằm mơ gặp nhau khi nào. Xa rồi lại nhớ nằm mơ gặp nhau bao giờ. Tình cờ trông thấy nhau trên con đường thân quen, liệu rằng em vẫn tin tôi luôn mong gần bên em. Đâu là ngày tháng phút giây làm quen ban đầu, đường về ngày chút tôi như sao nhiều băn khoăn, giật mình những nét nhăn vương trên khuôn mặt trắng mau. Xa rồi lời nói, lời ru tình yêu vô bờ, thương về một chỗ một nơi mùi hương nồng nàn. Tôi là giữa đời giữa đất trời, vươn đôi cánh này giữa đất trời, bao lá giấu trong lòng vài nhớ nhung. Quá khứ có xa không? Cứ đến mùa lạnh là thấy tủi thân, bởi lại nhớ đến những thứ ấm áp của giờ này năm trước, hay gần hơn là giờ này của tuần trước, giờ này hôm qua. Những thứ trôi qua trong một giây cũng đã nhanh chóng trở thành quá khứ. Em tự hỏi, phải trôi qua bao nhiêu cái quá khứ, con người ta mới dễ dàng quên được nhau.
nhặt nhạnh từng mảnh vụn yêu thương còn sót lại. Em không chắc cái quá khứ của mình liệu có còn đứng đó. Em đã bỏ đi không quay gót lấy một lần, nhưng sao mắt vẫn tìm ngoảnh lại, tim vẫn dằn vặt nỗi nhớ từng đêm. Len lỏi khắp con phố quen là kỷ niệm yêu thương ngày ấy. Cuộc sống quá vội cho em có thể để tang những nỗi đau thương lâu dài. Đời vui mà sao em hiu quạnh. Phải chăng em muốn giữ, muốn quay về, muốn ngoảnh lại một lần thôi, xem có hối hận hay không. Yêu thương đong được bằng cảm giác, nỗi nhớ cũng đong được bằng những phút giây trôi qua. Em không thoát khỏi cô đơn. Mặc gió mưa, mặc mùa của tuổi trẻ, em đã đi trọn vẹn con đường để tập quên đi một ai đó đã biến thành ký ức. Bức thư đến từ địa chỉ email Nguyễn Thùy Dương 2231@gmail.com. Vậy là bốn mùa đã trôi qua, không phải xuân hạ thu đông, mà là bốn mùa xuân anh đã đi khỏi cuộc đời em, cũng nhẹ nhàng như cái cách anh từng bước đến. Em đã thôi không còn khóc nữa. Có lẽ những vệt nước mắt khô quánh trong cuốn nhật ký tình yêu ngày nào giờ cũng úa màu. Hoặc là em cũng chẳng có cách nào để nhận ra nó đã từng thấm đẫm từng dòng chữ ra sao. Em đã mất một khoảng thời gian thật dài để tập thôi không nhớ tới những buổi sáng ngày hôm ấy. Khi em thức dậy, khua tay, thì bên cạnh đã chẳng còn ai ôm em. Một lá thư để lại cho quãng thanh xuân 3 năm. Vậy có đủ không anh? Lâu thế rồi mà em vẫn không thôi tự hỏi chính bản thân mình và hỏi anh, người đã từng là của em. Những câu hỏi cứ thế quanh quẩn và cuốn lấy tâm trí em, gợi nhớ em về mọi kỷ niệm ta từng có. Chỉ là một con đường trải đầy lá vàng, ngày bàn tay nắm chặt, mình cùng chạy dưới cơn mưa vội vàng mùa hè, chẳng báo trước, hệt như cách anh đi. Bao lâu nữa anh nhỉ? Phải là bao nhiêu mùa xuân nữa tất cả quá khứ sẽ ngủ yên? Phải bao lâu nữa quá khứ sẽ không khiến em phải hỏi nhiều đến vậy? Sau bao năm tháng qua đi, vẫn biết chia ly là buồn đến vậy, nhưng buồn hơn cả là chẳng biết lý do ta rời xa nhau. Khi đôi bàn tay không còn nắm lấy, rời buông rồi ngoảnh mặt, chẳng một lần gặp lại giữa thành phố nhộn nhịp này. Em mắc kẹt trong quá khứ với nỗi nhớ về anh. Hey, em sao vậy? Hãy quay sang đây để tôi được ngắm anh mà đây trước khi về. Vì một ngày mọi thứ để lại như một cuốn sách ở trên kệ, bây giờ chỉ một lần nữa đi với tôi. Vặn đồng hồ mình
Quá khứ có xa không? Một năm hay hai năm, thậm chí là hàng chục năm nữa. Quá khứ xa xôi, chỉ cần em nhớ đến là nó sẽ ở ngay bên cạnh. Vậy tại sao phải buồn đau mãi làm gì? Hãy nhớ đến những điều đẹp đẽ hơn, có được không? Hôm trước hay năm trước thì vẫn là quá khứ. Nỗi đau ngày hôm qua và nỗi đau năm ấy em phải gánh chịu đâu khác nhau là bao nếu em cứ buồn mãi. Những kỷ niệm tuy xa xôi nhưng gần kề. Chỉ có người là đi mãi chẳng về. Bức thư đến từ địa chỉ email nguyenngocthi@gmail.com. Có những ngày đầy gió, đất trời nhuộm cả vào trong ánh mắt của em. Nó cứ thoáng mơ hồ, buồn man mác mà chẳng biết tỏ làm sao. Đưa đôi chân lên qua từng góc phố nẻo đường, mọi thứ an nhiên, tĩnh mặc như đó sinh ra đã vốn có. Chỉ khác một nỗi là mình em chẳng thấy người. Nghe tiếng lòng nấc lên đầy thổn thức. Cứ mỗi lần như thế, bản thân chỉ muốn ngồi thụp xuống, nếp cả người vào cái quá khứ tươi đẹp, rồi thấy mình hiện tại sao quá đỗi chua xót, đáng thương. Lại trớ trêu thay, em là con người mang chiếc vỏ bên ngoài quá hoàn hảo niềm vui, hồ hởi và tươi mới. Để thế rồi khi người đi qua, chẳng khi nào ngoái nhìn lại, em đang chơi vơi, lạc lõng biết nhường nào. Tiếng lòng nghe nhỏ bé quá, giữa cái âm thanh hối hả của cuộc đời. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Đi qua những ngày hạnh phúc bên nhau, rồi ta vô tình hụt chân phải những đau thương đổ vỡ. Em đứng lặng nghe vì đời mặn chát trên môi. Có những điều em tưởng chừng sẽ luôn vẹn nguyên và mãi mãi, bởi bản thân luôn thầm thấy an lành mỗi khi nghĩ đến. Dành trọn cả yêu thương vào đấy. Nhưng buồn thay, đôi khi lại không đúng. Sài Gòn đi qua tháng 8 đầy mưa, đậm lên mình cái hơi lành lạnh, để người ở lại, nhớ kẻ đi xa. Mang nặng trong lòng nỗi niềm thương nhớ, chút ra là cả hồ thương yêu. Bức thư từ địa chỉ email Huyền Trang Moon. Anh, người vẫn luôn gọi em là em gái. Có lẽ những ngày được bên anh, được anh quan tâm và lo lắng đã khiến cô bé như em lấy làm thích thú và trở nên hạnh phúc lắm. Một niềm khác lạ trong em bỗng dưng hiện hữu. Đôi lúc em tự hỏi liệu có nên nói ra tình cảm một lần để biết được câu trả lời. Nhưng điều đó có thể cũng khiến em mất đi anh. Hay cứ mãi im lặng, tuy đôi lúc lòng nhói đau, nhưng sẽ luôn mãi là đứa em gái anh quan tâm nhất. Em trẻ con lắm, nhưng lại luôn cất giữ những nỗi buồn trong lòng mà không nói ra. Và anh là điều bí mật của em. Em không biết bản thân mình có thể lặng im đến khi nào, nhưng nỗi sợ mất anh trong lòng em lại quá lớn. Em đã luôn thầm mong ước một ngày em sẽ thôi ngước nhìn về phía trước, hoặc ngoái lại phía sau, bởi bên cạnh em là anh. Liệu em có nhút nhát quá không? Hay chính là đã yêu anh quá nhiều, để rồi chỉ nhìn thấy anh đã là điều hạnh phúc không thuộc về. Thương nhau để đó, nhưng có hẳn anh sẽ mãi ở đó không anh?
tôi hát cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu. Và tôi viết cho mùa yêu xuân sang, cho một đời nhớ thương vẹn nguyên. Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách khi cuộc đời hay. Sâu trong ánh mắt tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi. Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai? Giờ này em chắc đang ngủ say, hay là em còn đang khóc một mình như làn sương muộn màng lạc trong đêm? Con tim em lạc trong đêm, lòng phiêu du nhớ em. Mùa thu đã đi qua, đông kia ấm em, mùa đông kia ấm em. Tôi biết em sợ đông sẽ tan, em lạ lùng gọi trong vô vọng. Và tôi nhớ ly cà phê sắp tan, biết bao giờ là em sẽ về. Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách khi cuộc đời ai. Sâu trong ánh mắt tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi. Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai? Giờ này em chắc đang ngủ say, hay là em còn đang khóc một mình như làn sương muộn màng lạc trong đêm? Con tim em lạc trong đêm, lòng phiêu du nhớ em. Mùa thu đã đi qua, đông kia ấm em, mùa đông kia ấm em. Mùa đông kia ấm em, đông kia ấm em. Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai? Giờ này em chắc đang ngủ say. Có những người yêu đã ra đi, bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng, cuối cùng cũng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc, để muốn hàn gắn một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi, bất chợt vỡ òa như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương, trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó, để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương. Con người ta đôi khi thật lạ, khó hiểu đến vô cùng. Khi yêu thương còn đó, nhưng họ lại chẳng quý, chẳng lo, mà hồ hởi đem ban phát nhiều nơi, tưởng chừng như ta không hề bên cạnh.
Đến khi bản thân ta mệt nhoài với nỗi buồn tủi, xót xa cho tình cảm của mình mà rời xa, mà lẩn tránh, thì họ lại níu ta về trong hối lỗi, trong nỗi lòng tất tưởi chẳng ai hay. Có những điều đã qua, dẫu ta không hề muốn, nhưng nếu quá khứ ấy làm cho ta buồn quá đỗi, thì có chăng mình nên đặt nó sang bên, bắt đầu những điều tốt đẹp hơn, chí ít là cho bản thân mình. Không phải là ích kỷ, mà là thương ta thêm chút thôi. Quá khứ thật gần, chẳng có cách nào để lãng quên một người mà em luôn yêu thương họ. Giống như phải yêu một người mà em không yêu, mặc một chiếc áo em không thích. Em có thể yêu họ, có thể mặc nó, nhưng thực tâm em có thoải mái không? Không phải không có cách để lãng quên những thứ xấu xí ấy. Chỉ cần em hiểu được rằng không chỉ có quá khứ mà tương lai cũng ở bên cạnh em, rất gần. Em có thể vẫn yêu thương họ, nhưng hãy san bớt niềm yêu thương ấy cho người thân yêu khác. Mỗi ngày một chút, mỗi người một chút, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Mà có khi nó không trả lời điều gì đâu, nó chỉ làm ta quên mất câu hỏi mà thôi. Một ngày không quên được, một tháng không quên được, thì sẽ là một năm, vài năm. Chỉ cần em nhớ yêu thương bản thân em và mọi người xung quanh mình, thì ngay cả khi quá khứ hiện diện trước mắt, em cũng không sao. Để rồi một ngày nào đó, em bắt gặp một quá khứ nào đó đi trên phố, em mỉm cười nhớ ra câu hỏi ngày xưa. Nhưng giờ thì đâu còn quan trọng nữa rồi, phải không em? Vẫn đang còn một lời hứa, ta còn một lời hứa. Sáng mai ta vẫn luôn còn một lần nữa, ta thà một lần nữa. Hay là mình tìm về biển sâu nơi ba cuộc gọi, một cuộc gọi nhớ cũng không trả lời. Tại sao lại có đêm tối? Tại sao lại có đêm tối? Chờ đến bao giờ thành bóng anh lu mờ.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Tôi đây. Vậy là số live radio số 3 đã kết thúc rồi. Vậy là số live radio số 3 đã kết thúc rồi mọi người ạ. Sao lại hết rồi ạ? Thôi, mỗi tuần chúng ta sẽ như thế nửa tiếng thôi mọi người nhá. Thế là được rồi đúng không? Hello tất cả mọi người. Hết rồi hết rồi. Ô hôm nay ít á? Không, hôm nay không ngắn. Ngày lần nào cũng như thế, lần nào cũng là hai mấy 30 phút thôi. Thế là được rồi, vừa nghe nhạc vừa đọc tâm sự nhá. Đấy thấy không? Ô thấy nhanh là vì chắc là tại vì hay quá, vào vào lòng người quá thế nên là nó mới nhanh đúng không? Tôi mà làm 3 tiếng như lời đu đủ nói thì chắc là tôi ngất ở cái ghế này luôn. Đấy, tôi sẽ như thế này và đọc radio thì sao hả mọi người? Đấy, nói chung là mỗi tuần thì làm như thế nhá. Hello Tappy, hello mọi người, hello Sạc. Cảm ơn tất cả mọi người nhé, toàn những tên quen thuộc ở trong trong kênh chat của tôi, tôi rất là vui thứ bảy lại được gặp gỡ tất cả mọi người, tôi vui quá không ạ. Cảm giác như với 5 phút trôi qua nửa tiếng rồi, 5 phút gì nữa. Hello tất cả mọi người, Ashley nè, Lân nè, tất cả mọi người. Wow, thật là thích. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Chào Donut nhá. Cảm ơn mọi người. Bye bye, bye bye Tappy nhá. Nó nhanh quá đúng không? Muốn nghe mãi cơ á. Làm sao mà nghe mãi được, cứ từ từ tuần nào cũng làm mà. Có phải là ấy đâu, một tuần một lần thôi đúng không? Một tuần như thế này là được rồi nhỉ. Cái nói về cái chủ đề ngày hôm nay, cái buổi live radio này thì những bạn nào mà vào sau hoặc là chưa nghe được hết từ đầu chương trình thì chút nữa hoặc là ngày mai mình sẽ re-up lại lên kênh YouTube của mình, lên kênh YouTube Juri Reco nhé. Thì chủ đề này là một chủ đề, nói về chủ đề ngày hôm nay thì nó là quá khứ có xa không. Một chủ đề mà mình rất là thích. Quá khứ có xa không nhỉ? Những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ 1 năm, 2 năm hay là 10 năm thì thế nào mới là xa hơn? 10 năm xa hơn 1 năm hay thế nào? Mình lúc nào cũng rất hay tự hỏi những cái điều đấy. Mình rất hay tự hỏi cái điều như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái câu trả lời trong mình đấy là đúng rồi. 1 giây trước cũng là quá khứ, mấy phút trước nó cũng là quá khứ. Đôi khi có những cái kỷ niệm mà mới 1 năm trước thôi nhưng mà nó vẫn làm mình đau đáu hơn cả việc là 1 tháng. Có nghĩa là dù thời gian nó dài đi chăng nữa, đôi khi nó cũng không khiến mình cảm thấy nguôi ngoai đi với những chuyện đã xảy ra. Lúc nào mình cũng kiểu suy nghĩ về những cái đấy. Thế nên là khi viết cái số này nó cũng có nhiều xúc cảm. Hy vọng là mọi người thích. Và không biết là mọi người thì thế nào. Không biết mọi người thì thế nào khi mọi người nghĩ về quá khứ của mình hay là những kỷ niệm đã qua, thì có những chuyện gì mà mọi người vượt qua được không, hay là có những chuyện gì mà dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng mà nó vẫn còn vương vấn trong lòng. Không biết nhỉ. Đâu, em cảm ơn cơn mưa hoa của anh Tài. Đúng rồi, quá khứ thì làm gì có định cưỡi được xa gần mà đúng không? Nghe xong lại nhớ người không nên nhớ rồi. Phong nhớ người không nên nhớ à? Hello mọi người, cảm ơn mọi người. Thời gian thì vô hạn, còn con người thì không, nên là cứ để nó trôi đi để mình tiếp bước. Đúng là như thế nhỉ. Đôi khi có những chuyện trong quá khứ mình cũng không, chắc chắn là mình không thể thay đổi được rồi. Những gì đã qua và những người đã từng đi qua cuộc đời mình không níu giữ và cũng không thể thay đổi được. Thôi thì dù là nó có buồn có đau đấy, nhưng mà đến một lúc nào đấy mình cũng phải đặt nó sang một bên để bước tiếp, để vui vẻ, để yêu đời, làm những gì mà mình thích, biết yêu bản thân mình hơn, chứ không thể nào mà để cho mình đắm chìm mãi trong một nỗi buồn được đúng không?
Em chia tay được 2 năm rồi mà hình như vẫn chưa gạt được người ta ra khỏi tâm trí của mình. Đúng mà. À, 2 năm thì vẫn cứ thật là cũng không hẳn là quá quá dài đúng không? Có những tình yêu mà mình đã dành hết cả tâm sức của mình đã dành hết cả con người của mình, những cái gì chân thật nhất của mình để mình mang ra, mình cho người ta thấy. Mình mang cái con người chân thật nhất của mình ra để yêu họ. Và khi cái chuyện tình đấy nó tan vỡ thì làm sao 2 năm có thể suy suy xóa đi tất cả những cái đấy đúng không? Nó sẽ vẫn còn ở đấy, nó cái con người đấy nó vẫn làm cho mình nhung nhớ đấy. Chị thấy cái khoảng thời gian nếu mà mình đã rất là thật lòng thì khoảng thời gian mình dành để mình quên đi cái quá khứ nó còn sẽ còn nhiều hơn. Em ngồi trong hang nghe radio, ngồi đâu nghe hả? Vẫn còn thương nhau mà không thể đến được với nhau. Thực ra có nhiều người mà bị những cái yếu tố bên ngoài tác động về việc là không thể nào mà yêu nhau được. Nếu mà khi mà người ta đã cố gắng hết sức để ở bên cạnh nhau rồi mà không thể, thì có nghĩa là có duyên nhưng mà không có nợ. Có duyên không nhưng mà không có nợ thì dù là mình có cứ cố níu kéo thì cũng chỉ khiến 2 người thêm đau lòng mà thôi. Hãy cứ giữ đấy là cái người mình trân quý trong cái cuộc đời này, và mỗi người vẫn sẽ phải tiếp tục cái cuộc sống của mình, tiếp tục cái hành trình yêu thương của mình ý. Thế còn nếu mà quá cưỡng cầu cái điều đấy thì đôi khi đến với nhau nó bị khó rồi, nó bị ép buộc rồi và nhiều thứ nó không thuận lợi rồi thì càng ngày mình lại càng không giải quyết được những thứ không thuận lợi đấy. Có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Mốt Hoàn Lân lại còn comment cả lời bài hát vào đây các bạn ạ. Thường người ta sẽ khi người có sạc gì à, có nhiều chuyện ghê ha. Anh cũng đợi. Ây à, anh Tài à, các anh có chắc không? Nếu cái anh nghĩ như thế thì anh liệu rằng khi mà người ta đã có cuộc sống riêng rồi thì anh có quên được không? Em nghĩ đấy là không phải vấn đề là người ta có bước tiếp hay không, mà đấy là vấn đề của bản thân mình phải tự giải quyết với mình ấy. Dù là người ta bước tiếp đấy, người ta viết nên những câu chuyện tiếp đấy, và nếu mà còn lòng mình còn vương vất thì có nghĩa là mình còn buồn. Dù là người ta càng đi tiếp với cuộc sống hạnh phúc thì mình lại càng buồn. Cái quan trọng đấy là mình phải giải quyết được những cái sự rối rắm tình cảm ở trong lòng mình. Bao giờ thì tôi đặt được cái đoạn tình cảm đấy xuống, bao giờ thì tôi đặt được cái người đấy xuống. Cái người mà tôi đã dành hết cả bao nhiêu năm tháng thanh xuân của tôi để tôi yêu người ta. Thế bao lâu? Có phải là cái khoảnh khắc người ta lấy chồng, lấy vợ, hay là khoảnh khắc người ta có con thì tôi sẽ dừng không? Em nghĩ là không phải. Nó không thể nào mà mình dừng lại chỉ vì là người ta đã viết tiếp cả. Đôi khi cái việc người ta viết tiếp nó còn khiến cho mình nhung nhớ nhiều hơn ý. Không, đôi khi thực ra mà nói không phải lúc nào mình cũng bị quá khứ bủa vây, thực sự là như thế. Mình không bảo là lúc nào quá khứ cũng phải bủa vây lấy tôi không thoát ra được, mà chỉ là đôi khi tôi cho lòng mình lặng xuống, tôi cho mình chậm lại để làm gì? Tôi cho mình chậm lại để tôi nhớ gì về những gì đã qua. Nhớ về những người mà họ đã đi qua cuộc đời tôi. Và tôi biết là trong những cái năm tháng đấy tôi đã đưa ra những cái thứ tình cảm nhiệt huyết biết bao nhiêu. Không phải là tình yêu mà nó còn là tình bạn nữa. Nó còn là những cái sự nuối tiếc mà người ta đã trải qua ở trong cái khoảng thời gian trước đây. Đúng không? Không phải lúc nào là tôi nghĩ về những cái đấy chỉ có nghĩa là tôi đang bị quá khứ bủa vây, tôi đang tiêu cực, tôi đang như thế nào cả. Không phải. Thì là đôi khi trong cái dòng đời tấp nập này, khi mà mọi người quá là mệt mỏi rồi, mọi thứ nó quá gấp gáp lên rồi, tôi muốn là tôi chậm lại, tôi muốn là mình chậm lại một tí thôi, để tôi nhớ về cái lúc mà tôi dành ra nhiều nhiệt huyết nhất để yêu thương mọi người. Tại sao bây giờ tôi lại như thế? Tại sao bây giờ tôi lại hời hợt với tất cả mọi thứ như thế? Có phải là do những gì mà đã trải qua nó không được thuận lợi hay không? Thực ra là không phải. Có lẽ là do tôi cứ đâm đầu vào những cái giá trị khác thôi. Đôi khi tôi quên mất cách là tôi phải bồi dưỡng bản thân mình, tôi phải yêu thương bản thân mình để làm gì, để hoàn thiện bản thân mình hơn, để mình có thể mang được những cái tình cảm như là trước đây mình yêu thương mọi người.
thật tâm, chứ không phải là tôi nói là tôi thương bạn đấy, tôi nói là tôi thích bạn đấy, con nói là con yêu ba mẹ đấy, nhưng mà thực ra mình chẳng làm gì để mình thể hiện cái tình yêu thương đấy, thậm chí là qua một lời nói cũng không, một dòng tin nhắn cũng không, hay là mình chỉ lúc mình cần người ta thì mình nói như thế thôi. Đó, những cái phút giây lặng lại để suy nghĩ về những cái chuyện đấy, về chính bản thân mình ấy, tôi nghĩ là nó cần thiết ấy, không phải là mình bị mắc kẹt trong quá khứ đấy, mà mình cho mình một giây phút để suy nghĩ. Đúng, không nhất thiết là phải đối diện, mình có thể đi qua nó, sạc ạ. Nói chung là mình có thể đi qua nó thôi, nhẹ lòng, không nhất thiết phải đối diện. Có những thứ đã đi qua rồi thì có đối diện cũng biết nói gì đây. Sẽ là nói câu gì nhỉ? Không cần thiết, lúc đấy có lẽ là đã không cần thiết rồi, nhưng mà ít nhất là mình có thể nhẹ nhàng bước qua, vậy là đủ. Mình chào tất cả mọi người mới vào nhé. Chào những gương mặt quen thuộc. Chào những gương mặt quen thuộc. Chào Linh. Chào Khang. Trong phòng tôi bật điều hòa nên tôi mặc như thế này nó không bị nóng mọi người ạ. Nhiều người nói rằng cách để quên đi người yêu cũ là yêu một người mới. Cũng đúng, cũng không có gì là sai ở đây cả. Không có những kỷ niệm xấu, kỷ niệm buồn, nhưng phải đành quyết định để chúng ta có ngày hôm nay và gặp lại. Có thể là hai người chỉ dám lướt qua nhau rồi mỉm cười với người đối diện, dù lướt qua kỷ niệm cả hai đã hiện về. Ai à, kênh chat của tôi đúng là kênh chat của tôi các bạn ạ. Tôi đọc những lời comment của các bạn và tôi thấy đúng ạ. Đúng là chúng ta quá hợp nhau. Thực sự tôi thấy chúng ta quá hợp nhau. Chào tất cả mọi người nhé. Trông ngột ngạt à? Cái gì trông ngột ngạt? Chị trông ngột ngạt hay là khung cảnh trông ngột ngạt hay là những thứ mà chị nói ra khiến em ngột ngạt? Em năm nay 24 tuổi, một năm nay mọi thứ tồi tệ. Đầu tư đến đâu hư đến đó, nhiều lúc em muốn trầm cảm chị ạ. Phú tài à? Hai tư tuổi với một người đàn ông, chị thấy nó là quá trẻ. Chị thực sự thấy như thế. Chị nghĩ là cái việc thất bại nó là chuyện bình thường. Ở cái tuổi của em, thất bại nó có khi lại là có ích. Em biết những cái lúc mà thành công nó đến quá sớm và quá dễ dàng và quá nhanh khiến mình sẽ như kiểu là mình bị mờ mắt ấy. Mình sẽ nghĩ là à, những thứ đấy nó dễ quá. Thậm chí là kể cả cái việc em đầu tư nữa đi. Kể cả em đầu tư vào đâu đấy đi chăng nữa nữa đi. Ví dụ nó dễ dàng thành công quá thì sao? Thì em sẽ nghĩ rằng ô, cái công việc đấy nó dễ quá. Thế là em bắt đầu để bản thân mình lao vào đấy. Và đến một lúc nào đấy nó còn sẽ là ngã đau hơn những thứ thất bại đầu đời này. Chị nghĩ ở cái tuổi của em gặp phải những thứ đấy nó là bình thường. Nó là hãy để mình trải nghiệm và nó là thứ cần thiết. Để mình biết được mình nên như thế nào, bước những bước như thế nào nó vững chắc, chứ đừng có gì mà phải trầm cảm cả nhá. Không có gì trầm cảm khi mình ở cái tuổi đấy, mình hoàn toàn có cơ hội để làm rất là nhiều thứ, bước lại từng bước một. Đúng rồi các bạn ạ, thực ra mà nói trong quá khứ đâu phải chỉ có người yêu cũ à các bạn. Tình yêu nó chỉ là một gia vị của cuộc sống thôi, là một gia vị quan trọng, nhưng mà nó cũng chỉ là một trong những gia vị của cuộc sống ấy. Trong tình cảm đâu chỉ có tình yêu đúng không? Có rất nhiều thứ tình mà tôi trải qua trong cái cuộc đời này đâu phải chỉ là tôi phải yêu anh thì là quá khứ của tôi chỉ toàn là anh đâu. Có những thứ tình bạn mà tôi nuối tiếc chứ. Có những người bạn mà tôi tưởng chừng là tri kỷ đi qua cuộc đời tôi sẽ nghĩ là cùng nhau đi đến hết đời này với nhau. Những cái mối tâm giao như thế nhưng mà đến rốt cuộc cuối cùng là như thế nào? Là một người không nói và một người không trả lời. Thế là lãng quên, là mỗi người một nơi. Và cái người mà mình nghĩ là bạn bè tri kỷ rồi cuối cùng cũng không còn liên lạc. Quá khứ nó là những cái thứ muôn màu muôn vẻ lắm.
Thậm chí nó là một việc tôi muốn làm. Ngày hôm nay tôi muốn làm, nhưng bằng một cái sự lười nhác nào đấy, tôi bỏ qua. Và khi tôi bỏ qua nó, tôi đánh mất luôn một cái cơ hội nào đấy mà sau này tôi nuối tiếc. Đấy nó cũng là một chuyện nằm trong quá khứ. Hoặc như hôm nay giả như là tôi nói dối đi. Tôi nói dối ba mẹ tôi và cái việc tôi nói dối đấy đột nhiên nó lại khiến có một cái sự buồn nào đấy xảy ra mà tôi không quên được. Nó đau đớn trong lòng tôi. Sau này tôi nghĩ lại thì đấy cũng là quá khứ mà. Đúng không? Quá khứ đâu phải là chỉ tồn tại mỗi tôi yêu anh yêu tôi đâu. Nó còn là nhiều những khoảnh khắc khác trong đời mình. Nó là rất nhiều những khoảnh khắc khác trong đời mình. Hoặc giả như trong quá khứ của tôi trải qua một buổi sáng thật là đẹp trời. Tôi dậy thật là sớm, tôi hít thở, trời rất là đẹp. Tôi quyết định đến quán cà phê thân yêu, tôi ngồi, tôi uống một cốc cà phê. Và cái cốc cà phê đấy, ôi sao mà nó lại ngon đấy. Và tôi chẳng bao giờ quên được cái hình ảnh đấy. Đấy là một kỷ niệm trong quá khứ của tôi chẳng hạn. Đúng không? Đúng rồi, có những khi mà mình lớn lên, có những cái thứ tình bạn vô tư ngày xưa nó lại đi đâu mất rồi. Nó không còn ở đấy nữa. Những cái người mà bình thường đúng là ôi tôi thoải mái lắm, tôi có thể thả lỏng hết cả người mình ra, tôi mang cái sự chân thật nhất của tôi để đến với cái tình bạn đấy. Thế mà sau này khi gặp lại nhau lại ngượng ngùng biết mấy nhỉ? Có những người là như thế đấy. Có những tình bạn như thế, đột nhiên lại thấy ngượng ngùng. Mà rõ là trước đây chưa từng như vậy. Chị nghĩ không phải đâu Nam ạ, đấy là tùy cái độ tuổi đấy. Hoặc là có thể những cái với những người em tiếp xúc thì em nghĩ rằng là phần lớn mọi người nghĩ về người yêu cũng không phải đâu. Nếu mà thế giới của em rộng ra hơn, em gặp được nhiều người hơn ấy, thì em sẽ thấy rằng là người ta còn nuối tiếc về nhiều thứ. Tình yêu nó là một thứ rất là nhỏ. Nhưng mà khi nhắc về quá khứ, con người ta còn nuối tiếc nhiều thứ khác hơn là tình yêu. Chẳng qua là cái tình yêu mang lại cho con người ta nhiều những cái xúc cảm. Những cái xúc cảm thăng trầm. Yêu đương thuận lợi thì niềm vui nó đến tột đỉnh. Còn nếu mà nó khúc mắc thì khiến cho con người ta đau buồn đến tận đáy. Thế nên là cái tình yêu nó là cái thứ mang lại cho người ta nhiều xúc cảm nhất thôi, chứ không phải là thứ mà người ta nghĩ về nhiều nhất. Linh. Không, thế thì nó cũng là một cái gì đấy tốt chứ Linh, có nghĩa là mọi thứ đối với em nó không nó đã qua thì là em đặt nó lại ở đấy. Đấy là một điều rất tốt và cũng là một thứ mà có nhiều người cần phải học. Đôi khi cái sự day dứt nó làm cho mình bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian rất là dài. Nhưng nếu em là một type người có thể đặt lại mọi thứ đã qua vào đúng vị trí của nó ở thời điểm đấy và không ảnh hưởng đến sau này thì đấy nó là một điều rất tốt chứ, không hề là vô cảm hay không hề là vô tâm. Em là con người như vậy, nó là một cái tính cách rất là tốt, có thể đặt được mọi thứ ở đúng vị trí của nó không mất thời gian. Ừ, nuối tiếc về sức khỏe về và thanh xuân khi cứ đâm đầu vào làm việc, đúng là như thế. Chị cũng nghĩ đấy là một cái ý rất là đúng zero ạ, kiểu như là khi mình còn trẻ thì mình hay thế nào ta, hay kiểu như là nghĩ là mình khỏe này rồi mình sẽ bán sức lao động này, mình sẽ ngủ ít đi này, rồi là mình cứ mải những cái mải mê công việc ấy, mình cứ cả ngày chắc chỉ ngủ được 2 tiếng và mình làm cho bản thân mình nó suy nhược đi, sức khỏe của mình nó yếu đi lúc nào mà mình cũng không biết, nhưng mà mình lại không nhận ra cái điều đấy và mình cứ tiếp tục bào mòn cái tuổi trẻ của mình. Mình cứ tiếp tục cái bào mòn cái tuổi trẻ của mình và sau này khi mà mình có một khoảnh khắc nào đấy mình thấy mệt mỏi thì mình mới nhận ra. Và có khi người ta cũng sẽ không dành được cái thời gian cho những cái người mà mình yêu thương. Đơn cử như là gia đình chẳng hạn, đúng không? Gia đình chẳng hạn. Mình cứ kiểu lao đầu đi theo đuổi một cái gì đấy đi. Hoặc là tôi đã đi học đại học chẳng hạn, đáng nhẽ là có thời gian nghỉ thì sẽ có những người về thăm gia đình đúng không? Nhưng mà ôi hôm nay tôi lại mê game quá, tôi muốn ra cyber game, tôi ngồi với bạn tôi thâu đêm suốt sáng. Ví dụ. Đấy không phải là chuyện thường xuyên thì không sao. Nhưng bất kỳ một cái dịp nào đấy tôi đều không về. Tôi đều không về nhà, đều không quan tâm đến cuộc sống của gia đình tôi.
Mà tôi cứ bào mòn cái tuổi trẻ của mình cho những cái đam mê nhất thời lúc đấy, sở thích nhất thời lúc đấy, thực ra nó cũng không phải là đam mê, nó là một cái thứ sở thích nhất thời chẳng hạn. Và thế là mình bỏ lỡ thời gian, mình bỏ lỡ thời gian. Và mình không biết cách sắp xếp thời gian của mình sao cho nó hợp lý. Và đến một lúc nào đấy nó thành thói quen. Nói thật sự là tôi cảm thấy cái kiểu là mình tôi cảm thấy cái việc mà mình quên đi những cái giá trị hàng ngày ấy, quên đi những cái việc làm hàng ngày với những người mình thân yêu ấy, dần dần nó càng ngày càng nhiều lên ấy. Có nhiều người họ đâu có quan tâm khi mà ở cái lứa tuổi còn đi học ấy, ở sinh viên, cái thời đoạn gian mà mình rời xa gia đình ấy, mình cảm thấy mình được như chim sổ lồng ấy, mình làm những gì mình thích ấy, thế là mình dần dần mình quên luôn gia đình ấy. Mình đặt gia đình ở một cái vị trí rất là thấp, cứ mải mê làm những gì ấy, chả lúc nào mà mẹ hỏi lúc nào cũng con cũng đang bận, lúc nào con cũng đang có việc, con đang học. Nhưng thực ra lúc đấy tôi có làm thế đâu, đúng không? Giá như là chỉ dành một chút để nói chuyện với gia đình thôi, đâu có cần phải quá lên đâu, chỉ là một vài câu nói, một vài câu hỏi han nhắn tin thôi, vậy là đủ. Nó tạo cho mình một cái thói quen quan tâm đến người khác, đấy cũng là một cái rất tốt mà bây giờ tôi cảm giác như là nhiều người đã lãng quên đi rồi. Nhiều khi gặp lại những đứa bạn ngày xưa, mặc dù giận dỗi trong một thời gian dài, nhưng chỉ muốn buông hết để những thứ, đúng rồi, những thứ đọng lại là duy nhất là kỷ niệm thủa vô lo vô nghĩ. Ừ, cũng đúng nhờ sạc nhỉ. Thực ra ấy, có những người mà ngày xưa tôi rất thân, xong rồi đột nhiên bằng một cái sự cãi vã nào đấy chẳng ai hiểu, tuổi trẻ mà, cũng trẻ con mà biết làm sao được. Ừ, thì cãi nhau xong rồi đường đứa nào đứa đấy đi. Nhưng mà kiểu nhiều năm trôi qua khi mà kiểu gặp lại nhau ấy, chả ai còn nhớ đến cái đấy nữa. Tự dưng cái sự giận dỗi ngày ấy nó chỉ là một câu chuyện vui để chúng tôi nói về. Và cái sự thoải mái giữa mình và người ta đôi khi nó y hệt như ngày hôm qua. Những cái chuyện đã trải qua nó tự nhiên nhẹ tựa hư vô vậy. Kiểu bảo là mình không còn quan trọng là ngày đấy đứa này cảm thấy thế này, tôi cảm thấy thế này, anh cảm thấy thế kia nữa, anh làm tôi tự ái hay sao nữa. Lúc đấy mình chẳng nghĩ nhiều đến thế. À, mình chỉ nghĩ là may thế, cũng có cơ hội gặp lại nhau, cũng có cơ hội được ngồi đây cười nói với nhau. Và như thế là thoải mái. Những cái gì đã trải qua đúng là nó chỉ như một kỷ niệm vui để mình nhắc lại mà thôi ấy. Từng đi hãy sắp xếp lại quá khứ như một giá sách, nếu rảnh hãy chọn một và xem lại nó. Ừ, cũng đúng nhỉ, câu này cũng hay đúng không Lightning, câu này cũng hay đấy chứ. Đúng là tất cả những cái gì mà nằm trong quá khứ đôi khi mình chẳng nhớ hết được, thật sự là thế. Mình chẳng nhớ hết là những thứ mà mình đã trải qua. Vô tình một cái ngày nào đấy mình gặp lại một cái chi tiết nào đấy, một cái khoảnh khắc nào đấy, mình tự nhiên mình khiến mình nhớ lại một chuyện mà mình đã quên bẵng đi rồi. Thật sự có rất là nhiều lúc như thế, tôi thấy là có rất là nhiều cái lúc mà bằng một sự việc nào đấy tôi chợt nhớ lại một cái chuyện ngày xưa mà tôi đã quên đi rồi. Thực sự chẳng bao giờ nhớ đến. Nhưng mà khi mình nhớ lại thì mình ôi, hóa ra mình đã trải qua một chuyện như thế. Hóa ra mình đã gặp những người như thế. Ô, tại sao mình lại gặp được những chuyện như thế nhỉ? Kỳ diệu thật đấy. Đấy, cái cảm giác của tôi là như thế đấy. Ô, mình gặp những cái chuyện mà cảm giác như là mình cứ thấy ở trong truyện ấy nhở, trong trong phim ấy mới có ấy nhở. Đấy, tôi thỉnh thoảng tôi có những cái chuyện mà mình trải qua mình gây cho mình cái cảm giác như thế. Mình nghĩ là không biết là có ai gặp được những chuyện như mình hay không. Nhưng mà sau này khi mà gặp gỡ nhiều người nói chuyện rồi, tôi phát hiện ra là thực ra những gì mà chúng ta trải qua ấy cũng rất nhiều người cũng trải qua như thế. Nếu mà kiểu khi mà mình kiểu bế tắc trong cảm xúc ấy mà mình nói chuyện được với người khác ấy, biết đâu mình lại gặp được cái người có thể chia sẻ được với mình những cái chuyện đấy. Còn nếu mà mãi yên lặng hoặc là cứ giữ trong mình đau đớn những cái thứ mà mình không thể nào mà giải quyết được ấy, thì có nhiều khi nó sẽ diễn biến theo một cái tiêu cực nào đấy, làm ảnh hưởng xấu đến cái bản thân mình, đến cái cảm xúc của mình. Cảm ơn Phú Tài nhé, cảm ơn em. Nói chung là bình thường chúng ta luôn luôn có những buổi thật là vui vẻ, thật là hâm hâm, nhưng mà
cứ mỗi tuần lại có một tối thứ bảy như thế này, nó cũng là một nơi mà cho tôi một cái cảm giác gọi là được thả lỏng mình. Đây là những giây phút tôi nghĩ là tôi cảm thấy tôi thoải mái nhất. Tôi thoải mái nhất. Những gì tôi nói như bây giờ ấy, cũng là đọc những dây dòng nói chuyện của mọi người ấy, của anh em ấy, xong rồi tôi lôi những cái thứ mà tôi đã từng trải qua ra để tôi tâm sự với mọi người. Như sự những lúc như thế này tôi rất là trân trọng và hy vọng rằng là chúng ta có thể giữ được cái thói quen này như là một thói quen tốt hàng tuần. Tôi cũng sẽ cố gắng để duy trì nó bởi vì nó tốt cho tôi, à, biết đâu nó cũng tốt cho tất cả các bạn nữa. Không biết được đúng không? Không biết là những cái này mọi người có thích nghe hay không, nhưng mà đại khái tôi cảm giác là ở một tuần mà lúc nào mình cũng có thể tạo ra một thói quen là cuối tuần gặp nhau để cho nhau thả lỏng xuống, nói cho nhau nghe những cái chuyện như thế thì nếu mà mình duy trì được thì ôi nó biết tốt biết bao nhiêu nhỉ. chị ơi, nên làm gì khi người yêu quá nhạy cảm với mọi thứ hả chị? Quá nhạy cảm với mọi thứ thì cái em cần đấy là sự kiên nhẫn. Cái em cần đấy là sự kiên nhẫn. Nếu mà nó quá đáng quá hoặc là nó bị thái quá thì lúc đấy mình sẽ phải xử lý theo cách khác. Nhưng mà nếu mà nó là một cái việc mà người ta nhạy cảm là do ngày xưa người ta đã từng như thế, hoặc là người ta đã từng có những cái cảm giác không tốt, thế nên bây giờ người ta nhạy cảm và người ta có những cái phản ứng lại với mọi việc nó hơi quá một tí ấy, thì cái em cần làm với người yêu em đấy là sự kiên nhẫn. Đừng bao giờ nạt nộ gì, đừng bao giờ lấy một cái thái độ gì ra để mà phản đối lại cái việc họ nhạy cảm cả. Đôi khi họ nhạy cảm là vì họ đã từng trải qua những thứ không tốt ở trong quá khứ. Và nếu mà mình đủ kiên nhẫn, nếu mà mình đủ bao dung, mình ôm lấy tất cả những cái sự nhạy cảm đấy, thì sau đấy người ta có thể thả lỏng được, người ta mới có thể thả lỏng được. Chứ còn nếu mà mình cũng cứ găng lên với những cái đấy thì người ta cũng đâu có thể nào mà tâm sự gì được với mình. Hoặc là người ta sẽ càng ngày càng nhạy cảm mà thôi, bởi vì người ta không thể an toàn khi bên em. Thực ra ngày hôm nay tôi định làm xong cái radio là tôi sẽ đợi tôi đọc cái comment, tại vì tôi bị lag cái comment. Chị ơi, lưu buổi talk show này trên YouTube đi chị. Cái buổi này chắc là chị sẽ down về máy xong rồi để chị nghiên cứu xem là chị sẽ nên như thế nào nhá. Ôi, cái máy của chị bây giờ nó đang không loát được comment ý, nó bị chậm quá ta. Đây để chị lại xem nào. Đấy. Cảm ơn Phú Phong nhá. Đây, chị đang không biết làm thế nào để chị đọc được comment của mọi người, nó lại hơi lag đây này. Đây cái comment ở trong này của chị. Bây giờ đợi chị ra để chị lấy cái điện thoại khác chị đọc xem nào, chị không đọc được ý. Đây rồi. Iris nghỉ ngủ ngon nhé. Niềm vui thì dễ chia sẻ, dễ chung vui, dễ lột tả, nhưng nỗi buồn nhỏ chỉ cần công nhận nhà sạc nhỉ. Chị cũng có cảm giác đấy là vui vẻ thì rất là dễ để thể hiện cho người ta thấy. Nhưng mà nỗi buồn khi mà mình muốn diễn tả cái nỗi buồn này cho người ta mà người ta có một cái thái độ gì đấy không đón nhận, chỉ dù chỉ là một chút thôi, cũng khiến cái người muốn chia sẻ cái nỗi buồn đấy ôi thu mình lại. Không, sẽ không bao giờ có cái cơ hội để người ta có thể nói ra ấy. Đúng thật là cái nỗi buồn đấy, cái quan trọng là cái người đón nhận nó như thế nào. Có thể khiến cho cái người muốn bày tỏ người ta có thể nói ra được hay không ấy. Có nhiều cái comment mà chị không đọc được thật đấy. Cái điện thoại kia của chị lag quá cơ ấy. Bây giờ nhá, chị sẽ đây, chị bắt đầu miss từ đoạn này này. Chị đã bao giờ thay đổi bản thân vì người mình yêu chưa? Đã từng có, đã từng có.
đã từng có như thế, và có lẽ là nhiều nuối tiếc. Có lẽ là nhiều nuối tiếc. Chị nghĩ rằng không ai nên thay đổi mình, thay đổi đi cái con người của mình vì một người khác muốn như thế. Mỗi người có những cái giá trị riêng, có những thứ mà đáng được trân trọng, những cái nét riêng. Từ ngoại hình cho đến tính cách, ai cũng có một cái nét riêng cả. Mình phải học cách trân trọng mình, chứ đừng để người khác đánh giá mình, đừng để người khác đặt ra cái tiêu chuẩn cho bản thân mình. Nếu mà em đã và đang như thế thì chị nghĩ rằng hãy học lại cái cách trân trọng bản thân ý, yêu thương bản thân ý, chứ đừng để bản thân mình biến thành một người nào đấy khác, tiêu chuẩn của một ai đấy khác ấy. Vì sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được người khác đâu, nếu mà mình cứ chạy theo cái tiêu chuẩn của họ. Có thể gặp công nhận đấy nhờ, Zero nhờ. Đôi khi chị cũng rất là thích nói chuyện với những người mà chị gặp, kiểu bác bảo vệ là chạy xe, các bác lái xe, nói chuyện với các bác ấy thích lắm luôn ấy, kiểu các bác ấy nhiều trải nghiệm ấy, cái nghề của người ta ấy. Em thấy nỗi buồn chia sẻ đối với người lạ đôi khi là dễ dàng hơn nói với người mình quen biết. Chị nghĩ là đúng là nó có dễ, nhưng cái người lạ đấy có hiểu được em như những người thân thiết của em hay không? Và khi mà em không thể chia sẻ được với cái người thân thiết nhất của em, thì liệu có phải họ là thân thiết nhất không ấy? Đối với chị, để mà thân thiết với nhau, để mà yêu thương được nhau ấy, thì có nghĩa là phải dùng cái con người chân thật của mình. Thế nên là trong cuộc đời này, mình cũng đâu có phải là thân thiết được với quá nhiều người đâu, đúng không? Đâu phải ai tôi cũng mở hết cả cõi lòng tôi ra, đâu phải với ai tôi cũng lột hết cả con người tôi ra cho người ta xem được, đúng không? Một hai người, thậm chí người trong gia đình, đôi khi để mà mình mang hết cái con người thật của mình cho bố mẹ, thực ra là cũng khó. Đôi khi là nó cũng khó. Vậy thì tại sao mình với người lạ nó dễ, là vì rồi người ta sẽ quên. Người ta có thể chia sẻ được với ta đôi ba câu chuyện lúc đấy, nhưng mà rồi người ta sẽ quên. Thế nên nó khiến cho mình cảm thấy dễ dàng thôi. Chứ còn thực ra cái việc dễ dàng đấy, sau cái sự dễ dàng đấy, mình có thực sự nguôi ngoai được không ấy? Em có bao giờ tự hỏi cái đấy không? Mình có thực sự nguôi ngoai được sau những thứ dễ dàng đấy không ấy? Đấy mới là cái điều quan trọng ấy. Vẫn vì những điều khiến tim mình rung động, nhưng đã thôi vì những điều từng khiến mình đau lòng. Chuyện cũng bình thường thôi. Nếu mà người yêu em quá ghen với những cái người tiếp cận em thì em cũng để ý một chút, có sao đâu. Cái ghen là người ta yêu mình mà, nếu mà nó cũng không quá đáng lắm. Nếu mà có những cái gì cư xử quá đáng thì hai người có thể nói chuyện với nhau. Cái đấy chị nghĩ là bình thường thôi, dần dần sẽ hiểu tính cách của nhau mà yêu nhau ấy. Không phải tất cả mọi người đều là những cái cá thể khác biệt, mà mỗi người có một tính cách. Để mà có thể hòa hợp được hai con người hoàn toàn khác nhau đến cùng một chỗ, để mà trao cho nhau trái tim để mà yêu nhau, nó cần thời gian. Đâu phải là cứ bảo yêu là phải trọn vẹn là của nhau đâu à các bạn. Nó mất thời gian chứ. Hai con người hoàn toàn khác nhau, ở những nơi khác nhau, sống theo một cái lối sống, một cái gia đình khác nhau. Thế bằng cái cách nào đấy mà vừa gặp nhau mà họ đã hòa hợp được, đúng không? Mình theo công giáo, mỗi khi buồn mình sẽ vô nhà thờ ngồi lặng thinh đến khi hết thì vậy. Đấy cũng là một cách mà Iris nhở. Chị suy nghĩ câu họ luôn muốn thay đổi nhưng mình thay đổi rồi mà. Chính ra cái cách đọc comment như thế này cũng có cảm giác được healing ý nhở, cảm giác được chữa lành tâm hồn ý. Cảm ơn Sạc nhé. Ôi, chị đọc comment có phải là chậm quá không? Chị đọc comment chậm quá nhỉ? Đôi khi chị không đọc được hết thì mọi người bỏ qua cho chị nhé. Tại vì chị cũng sẽ cố gắng chia sẻ được hết với tất cả mọi người. Nhưng mà có đôi khi mà chị bị lướt qua, hoặc là chị không đọc được hết thì thông cảm cho chị nhé. Em tự ti về ngoại hình, em không hiểu sao. Tự ti về ngoại hình là một cái gì đấy mà chị thấy nó thật là kỳ lạ. Nhưng mà cũng không quá kỳ lạ.
Nó vừa kỳ lạ vừa không. Thực ra ở lúc mà ở tuổi dậy thì của chị đã từng như thế, hoặc là chị đã từng suy nghĩ rất là nhiều đến cái chuyện bên vẻ bề ngoài của mình hay các thứ. Chị cũng sẽ bị những cái bên ngoài tác động, lúc ấy tuổi mới lớn mà mình sẽ bị những cái bên ngoài tác động, nhưng đến một lúc nào đấy mình phải học cách trân trọng bản thân mình. Chị nghĩ mỗi con người đều có cái giá trị và những cái tiêu chuẩn riêng. Nếu mà mình cứ nhìn vào người khác ấy, để lấy cái tiêu chuẩn của người khác làm cái tiêu chuẩn của bản thân mình ấy, thì mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được cả. Thế nào là đẹp? Thế nào là xấu? Người nào xấu, người nào đẹp? Chẳng lẽ tôi nhìn ngoại hình của anh và tôi đánh giá là anh xấu à? Đấy là theo cái quan điểm của anh chứ. Em cũng nhìn thấy người ta bảo là mình xấu, và em thấy em lấy cái quan điểm của họ áp lên mình và thấy mình thật là xấu xí. Như thế thì thật là nó không công bằng với bản thân mình ấy. Học cách yêu thương bản thân cũng sẽ là mất thời gian, nhưng mà hãy làm từng chút một. Đừng bao giờ trở thành người khác cả. Đừng bao giờ lấy tiêu chuẩn của người khác để áp đặt lên mình cả. Hãy trân trọng mình từ những điều nhỏ nhất. Vì khi như thế, khi em trân trọng bản thân mình ý, thì lúc đấy người khác mới có thể trân trọng em. Trải qua mọi người trong gia đình thiên vị. Có mà, đôi khi sẽ là như thế đấy. Khi trong gia đình có anh chị em ấy, thì đôi khi mà có những cái mình làm, nếu mà mình là một người nhạy cảm thì sẽ có nhiều lúc mình có cảm giác là ôi sao ba mẹ cứ thiên vị người này, xem thiên vị còn còn mình thì sao ấy. Chị đã từng như thế rồi. Thậm chí có những lúc mà kiểu khi mà mọi thứ nó gay gắt, chị còn đã từng nói là ôi mẹ, kiểu con cũng là con gái của mẹ. Đấy, có những lúc chị đã nói ra những câu như thế. Con cũng là con gái của mẹ. Chị đã nói những câu như thế đấy. Nhưng mà em biết không, chẳng có ba mẹ nào là thiên vị hay là yêu thương ai hơn ai đâu. Hoặc là chị cũng, đấy là mình cứ nghĩ là như thế đi. Dù nó có hay là không thì hãy cứ nghĩ là như thế. Để cư xử với ba mẹ cho nó đúng. Lúc mà như thế thì mình cũng phải nhìn lại bản thân mình chứ. Mình đã làm gì? Mình đã làm như thế nào? Mình cư xử với ba mẹ như thế nào để ba mẹ có cái thái độ như thế ngược lại với mình, đúng không? Mình cũng phải là như nào chứ. Mình có bao giờ tự hỏi là bản thân mình đã làm gì không, hay là mình cứ nhìn vào những gì người ta đối xử với mình để mà đánh giá? Đôi khi người ta quên mất cái việc nhìn lại những cái hành động hàng ngày của mình, dù là rất là nhỏ thôi ấy. Mình hay nạt nộ nói trống không với bố mẹ chẳng hạn. Bố bảo là xuống ăn cơm thì đằng đằng hắng trả dạ trả vâng, đúng không? Đôi khi nó là đến từ mình mà, đâu phải là chỉ là đến từ phía của ba mẹ đâu. Còn đâu cái chuyện mà ba mẹ với con gái xung khắc ấy, chị nghĩ đó là chuyện bình thường. Hai thế hệ khác nhau, có hai lối sống khác nhau, những cái luồng suy nghĩ vô cùng khác nhau luôn. Thế là để hòa hợp những cái thế hệ của ba mẹ mình, cái thời của ba mẹ mình với mình ấy, nó mất thời gian lắm. Nên là không cần phải quá là tiêu cực trong những vấn đề đấy, mà hãy cứ từ từ bình thường nhìn lại cả bản thân mình nữa, chứ đừng phiến diện một chiều xong rồi áp đặt những cái suy nghĩ đấy cho cả ba mẹ mình. Chạy bộ đúng là một cái phương pháp rất là tốt đấy Quang Mai ạ. Tôi cũng thấy là kiểu khi mà mình vận động cái đôi là đầu đầu óc mình được giải phóng ấy. Mình cứ ngồi lì một chỗ như thế này ấy, thì mình sẽ hay kiểu suy diễn ra những cái linh tinh. Nhưng nếu mình để bản thân mình vận động ấy, kiểu chạy bộ này, đạp xe hay làm bất kỳ cái thứ gì đấy, nó cũng khiến cho đầu óc mình được giải phóng. Và đôi khi mình đâu cần nghĩ gì đúng không? Phải để cho đầu óc trống rỗng trong một khoảng thời gian chứ, thì sau đấy nó mới có thể thông suốt được chứ đúng không? Cứ nghĩ nhiều quá cuối cùng cũng không đi đến đâu cả. À, một học học trường đại học học trường đại học mà nói thế nào ta, học trường đại học mà không ở trong top hay là có việc học đại học ấy, chị nghĩ đây là lựa chọn của mỗi người thôi. Trường đại học không ở trong top thì sao, cái top nó quan trọng như thế nào? Quan trọng là em có học đúng cái ngành mà em mong muốn không, và nếu mà nó không đúng ngành thì em có đang dùng hết sức mình để học cái đấy hay không, đấy mới là cái quan trọng. Thế còn nếu mà mình có học trường top hay là trường trường giỏi mà bản thân mình hời hợt với tất cả những cái đấy thì cuối cùng cũng chả đi đâu cả, chả làm gì cả. Không phải là quan trọng bạn ở vị trí nào, mà là quan trọng là bạn có dành hết tâm sức của bạn vào những việc mà bạn đang làm hay không. Vấn đề của Iris. Thì chắc là phải cần thời gian, Iris ạ. 5, 6 năm nay em kiếm một đơn chị ạ. Mới
mới sắp tốt nghiệp thôi mà, chưa sau khi làm gì sau khi tốt nghiệp. Nếu mà khi mà mọi người chưa biết làm gì sau khi tốt nghiệp thì hãy để bản thân mình nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy có rất là nhiều người bị áp lực trong cái việc là phải làm ngay một cái gì đấy. Đôi khi cái việc nghỉ ngơi nó là cần thiết, không phải quá lâu, đúng, mình không nên để bản thân mình trì trệ trong một khoảng thời gian quá lâu. Nhưng mà khi mà mình chưa biết làm gì thì mình hãy nghỉ ngơi đi đã. Mình làm những cái thứ mà mình những cái sở thích. Mình lâu rồi mình chưa có những cái sở thích như kiểu dậy sớm này, uống cà phê này, đọc sách này. Đấy là những cái mà tôi thích, thế nên tôi hay nghĩ đến những cái đấy, nhưng mà sẽ còn rất là nhiều những cái sở thích khác. Mặc dù tôi thích dậy sớm ấy, nhưng thực ra tôi chả bao giờ dậy sớm được mấy đâu, thỉnh thoảng. Thế nên là khi mà thỉnh thoảng tôi dậy sớm được, tôi đi ăn sáng được với bạn tôi, ôi tôi cảm thấy trân quý khoảng thời gian đấy. Đấy, có những lúc mà tôi chả biết làm gì, hoặc là tôi bị stuck trong công việc, hoặc là tôi bị sao đấy, mất hứng hay sao đấy, tôi để bản thân mình nghỉ ngơi, thả lỏng, kệ deadline, kệ tất cả những cái gì đang thúc giục tôi. Tôi đi ăn sáng với bạn tôi đã, tôi đi cà phê với bạn tôi đã, xong rồi tôi nghĩ tiếp. Ham muốn kiếm tiền làm giàu đấy, thấy chưa, nhận ra được vấn đề của bản thân mình mà. Nhận ra được vấn đề của bản thân mình mà không giải quyết nó thì chỉ có là mình cũng chẳng biết phải sao nữa. Nhận ra được vấn đề rồi thì phải giải quyết thôi. Tiền bạc, vật chất là cần thiết, nhưng nó không phải là thứ quyết định tất cả. Nó là cần thiết, nó rất cần thiết. Nó đưa chúng ta đến những cái mà chúng ta muốn, những cái mà chúng ta thích. Nhưng liệu có phải là những thứ chúng ta cần không? Nghe tôi nói thật, nghe thì nó có thể là sáo rỗng. Tôi không bảo là không cần tiền, bây giờ cái thế giới này ở đâu cũng cần vật chất cả. Nhưng tại sao mà con người ta vẫn cứ mưu cầu những cái khoảng yên bình? Tại sao mà những thứ chữa lành tâm hồn con người ta vẫn là cần đến thế, người ta vẫn đang đi tìm kiếm hàng ngày? Đấy là vì vật chất không mang lại cho chúng ta những thứ đấy được. Nó mang lại cho chúng ta quần áo đẹp đấy, nó mang lại cho chúng ta nhà to đấy. Nhưng mà cái mà khiến chúng ta sống được, đấy là sự yên bình, đấy là hạnh phúc, đấy là những cái tình cảm chân quý mà con người mang lại được cho nhau. Vậy thì liệu cứ đâm đầu vào cái vật chất đấy mà đến khi nào đấy đánh mất đi những cái thứ tình cảm kia, thì lúc đấy đúng là có lấy lại được không? Thế nên người ta mới phải cần cân đối giữa tiền bạc và tình cảm là như thế, với cuộc sống tinh thần là như thế. Chứ nếu mà cứ lao đầu vào tiền bạc rồi đến một ngày quay đi quay lại xung quanh chả còn ai. Bạn bè đã đi đâu mất rồi, người yêu cũng đi đâu mất rồi. Lúc đấy mình lại tự hỏi là à, người ta yêu mình vì cái gì? Đây đúng không? Nó là sự đánh đổi. Và liệu mình có cần cái sự đánh đổi đấy đến thế hay không ấy? Mỗi người đều có con đường riêng, cơ hội là như nhau để thành công, nhưng hãy học mình những gì mình đam mê. Ừ, đúng lại, đúng lại, à, anh Tài nhỉ, đúng là mình nên thích cái gì thì mình sẽ theo đuổi những cái đấy. Linh bị bơ à? Sao tự nhiên lại sâu deep như thế? Chị thấy em nói ra câu đấy nó còn đắc hơn những gì mà chị nghĩ đấy. Chị cảm ơn Thiên Báo nhé. Có một bạn nhắn là vua muộn. Không sao, những cái số này chị sẽ up lại trên kênh YouTube của chị. Phần chị nói chuyện thì chị sẽ suy nghĩ, nhưng mà phần phần radio thì chị sẽ up lại. Phần nói chuyện như thế này thì chị sẽ xem, nếu nó hợp lý thì chị sẽ up lại cho mọi người nghe. Áp lực từ gia đình mọi người xung quanh? Không, áp lực từ gia đình từ mọi người xung quanh thì sao? Cái người cho phép em được nghỉ ngơi đấy là bản thân em, chứ không phải là bất kỳ ai khác cả. Đấy là em đang bị nhầm lẫn rằng người khác có thể quyết định tất cả mọi thứ của em. Nhưng không phải, người duy nhất có thể quyết định là tất cả những cái đấy là bản thân mình. Đúng không? Em đừng bao giờ nghĩ rằng là à, áp lực xung quanh khiến tôi không thể nào mà nghỉ ngơi, không thể mà dừng tay được. Không, tôi vẫn dừng tay được vì tôi cho phép mình. Tôi cho phép mình tạm nghỉ lại. Em có tạm nghỉ lại một chút thì mọi thứ vẫn như thế. Chẳng có gì tốt lên mà cũng chẳng có gì xấu đi cả. Đấy chỉ là một cái lý do để khiến em không dừng, không 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 cho mình nghỉ ngơi thôi. Thật sự là như thế, dù em có nghỉ ngơi một chút thôi thì cũng chẳng có gì tốt lên và xấu đi ngay thời điểm đấy cả. Quan trọng là cái cơ thể mình, cái tâm trí của mình, mọi thứ nó phải thoải mái thì nó mới làm được những gì mình thích được chứ. Hì, cảm ơn nhé, chiếc khăn xinh xinh, chị rất là thích đeo. Em
em là người bên trong một kiểu, bên ngoài một kiểu, chị nghĩ như thế có tốt không ạ? Tùy theo nó là như thế nào. Đâu phải với ai mình cũng có thể mang được cái con người thật của mình ra để mà mình đối đãi với họ đúng không? Cũng phải tùy thuộc đối phương họ dùng cái con người gì họ đối xử với mình đã chứ. Nếu mà tôi cứ mang hết những thứ chân thật nhất của tôi ra cho anh, cái người mà xử tệ với tôi hay như thế nào đấy, hoặc những người mà chỉ là lướt qua đời mình, hoặc là những mối quan hệ xã giao, thì đâu có cần thiết đúng không? Ở một mức độ nào đấy, mình không phải là dối trá, mình không phải là nhiều mặt, mà là mình kìm lại một chút. Mình không nhất thiết phải cho người ta thấy hết con người mình là như thế nào. Không cần thiết đúng không? Cái đấy là mình phải tự điều khiển được. Không, em nói thế thì nó cũng chẳng có gì là thô cả phú tài ạ. Em, đấy là quan điểm của em, vật chất là thứ quyết định tất cả. Nó quyết định tất cả, ngay cả gia đình mình về già. Đấy là em nghĩ vậy. Đấy là em nghĩ vậy phú tài ạ. Nó quyết định cái gì hả em? Chị hỏi em một câu là vật chất nó quyết định cái gì khi em về già? Mình đi rồi thì tiền bạc mình mang được bao nhiêu? Chẳng lẽ cái mối quan hệ của em với con cháu em, với vợ em, với những người yêu thương của em lại được quyết định bằng việc là em nhiều tiền và người ta yêu em nhiều hơn à? Em nghĩ thế liệu có đúng không? Hay là em tự áp đặt cái suy nghĩ đấy của em lên tất cả những người khác? Liệu rằng họ có nghĩ thế hay không? Tiền của em có ôm được vợ em không? Tiền của em buổi sáng ngủ dậy có hôn được lên môi của cô ấy không? Mọi người cứ bị nghĩ rằng là tôi phải đi xe xịn thì cuộc sống của tôi mới hạnh phúc. Tôi phải ở nhà to thì tôi mới thấy thoải mái. Đấy là mọi người đang bị vật những cái thứ vật chất này nó dẫn dắt quá nhiều. Chị không bảo nó không cần thiết, nhưng có thật là rằng em bảo rằng nó quyết định tất cả là nó quyết định tất cả không? Đấy có thể là quan điểm của em, nhưng đối với chị thì không phải là như thế. Đối với chị không phải là như thế. Nếu mà mình vứt bỏ mọi thứ để mà kiếm tiền, chị nói thật có rất nhiều cách. Nhưng tại sao mà con người ta không làm? Là tôi có thể kiếm tiền nhưng mà tôi không thể đánh mất con người tôi. Tôi không thể đánh đổi chỉ để lại được những thứ vật chất đấy. Vậy thôi, với chị nó là như thế. Đúng, kiếm được nhiều tiền là một cách để người ta an tâm. Đấy là đúng, đấy thì là đúng. Nói chung là mọi người cứ suy nghĩ quá nhiều về vật chất là vì do thế giới bây giờ nó là như thế. Nó bủa vây xung quanh ta những thứ giá trị là như thế. Nhưng mà chị chỉ muốn nói với mọi người đấy là liệu rằng đánh đổi như thế nào là đủ. Đừng để nó dẫn dắt mình đến lúc mà mình đánh mất những thứ quan trọng rồi thì mình không lấy lại được, chỉ thế thôi. Còn đâu, mỗi người một quan điểm, mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một cách hành động. Chỉ có điều là cứ đôi khi hãy chậm lại để mà nghĩ. Đừng đánh mất những cái giá trị dù rất là nhỏ nhưng nó lại có ý nghĩa. Đừng quên mất cái thời gian mình phải quan tâm đến những người xung quanh mình, chỉ thế thôi. Còn đâu, tất cả cuộc sống của mình là do mình tự quyết định mà, đúng không? Đấy, nói chung là mọi người phải tự đặt ra cái mức độ của bản thân mình thôi. Và đối với tôi thì tôi chỉ nói là như thế thôi. Thì tôi chỉ muốn rằng là đối với tôi thì không, tôi không phải là tôi bảo như thế nào là vật chất không quan trọng hay sao. Mọi người đừng hiểu sai ý tôi. Tôi cũng cần kiếm tiền chứ, tôi cũng cần vật chất chứ, có rất nhiều thứ tôi cần mua chứ. Nhưng mà tôi chỉ muốn rằng mọi người nhớ rằng là ở bên cạnh kiếm tiền, bên cạnh vật chất đấy thì đừng quên duy trì những cái thói quen quan tâm đến người mình yêu thương. Đừng quên dành những cái thời gian cho họ chỉ vì là quá lao đầu và kiếm tiền vậy thôi. Tại vì rằng là nếu mà mình quên đi cái cách quan tâm đến người khác ấy, mình không tạo cho mình cái thói quen đấy ấy, thì rồi nó sẽ bị thờ ơ ấy. Mọi người có hiểu cái đấy không? Đừng để mình thờ ơ.
đừng để mình thờ ơ với những người đang ở đang những người thân xung quanh mình. Dù là những cái quan tâm nhỏ thôi, nhưng mà khi nó thành thói quen ý, thì dần dần nó làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Vật chất làm cho cuộc sống của mình trở nên đủ đầy, còn tình cảm làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Phải biết cân bằng, vậy là được. Chứ đâu phải là như thế nào đúng không? Ai chả cần mọi người. Bạn cũng đúng nhỉ, 10 triệu cũng là đủ, 100 triệu cũng là thiếu, đúng là như thế. Đấy, nói chung là tìm mức thôi, không sao đâu mọi người ạ. Những cái vấn đề này thì bọn mình đều hiểu mà. Mỗi người một cách, mỗi người một cách hiểu. Và nó không phải thế nào là đúng là sai cả, chỉ là mỗi người tự biết cân bằng thôi. Đúng rồi, anh Tài, em thấy nói đúng là như thế. Không, đừng có mà tiêu cực nghĩ rằng là mình sống được một mình. Chẳng ai sống được một mình cả. Chẳng ai tắt đi mọi thứ điện thoại hay là các thứ để mà sống một mình cả. Cuộc sống là phải có người để sẻ chia. Cuộc sống là phải như thế. Mình sẽ sống như thế thì mới có tình yêu, mới tạo nên con người mình. Chứ mình một mình không tiếp xúc với ai thì làm sao mà tạo nên được cái thế giới xung quanh mình, đúng không? Ai cũng cần người khác để mà sống hết. Đừng bao giờ có những cái suy nghĩ tiêu cực như thế làm gì cả. Ôi, nói chung là thực ra ngày hôm nay đối với tôi đến đây rồi, đối với tôi là đủ. Không biết với mọi người như thế nào, nhưng mà chúng ta gặp nhau ngày hôm nay với chủ đề quá khứ có xa không, nói lại những vài câu chuyện đã qua, chia sẻ với nhau một vài những quan điểm sống, vậy là đủ. Mọi người nghỉ. Thế nên là có một điều mà mình luôn luôn muốn nói với mọi người đấy, mình không liên quan đến vật chất tinh thần gì hết đâu, mà liên quan đến bản thân mỗi người ấy. Đấy là dù thế nào đi chăng nữa, dù bạn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải học cái cách yêu thương bản thân mình, trân trọng bản thân mình. Nhớ có một câu mà mình nghe được ấy, nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói đấy: có một ngày cùng cực tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau. Ngay lúc mà mình kiểu biết cách yêu thương mình, biết cách tha thứ cho mọi thứ mà mình đã từng làm, những thứ mà mình đã từng hối hận, lúc đấy mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Học cách yêu thương bản thân một chút, dành thời gian để bồi bổ về sức khỏe, bồi dưỡng về tâm hồn, làm sao cho bản thân mình trở nên phong phú hơn. Để làm gì? Để thấy mình có giá trị, để thấy yêu thương mình. Và khi mình yêu thương mình thì mình sẽ thấy thoải mái để mang cái yêu thương cho người khác. Đấy là thứ tôi muốn nhắn nhủ với mọi người. Dù là thế nào đi chăng nữa, thì cái việc yêu thương bản thân mình, cái việc trân trọng bản thân mình là không thể nào mà thiếu được. Dù bạn có nhiều tiền, ít tiền, bạn có giàu, có nghèo, bạn có ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, bạn cô đơn, cô độc hay là bạn có nhiều người xung quanh, thì cũng hãy học cách trân trọng bản thân mình. Cho mình một cơ hội để mở rộng thế giới của mình ra. Tôi nghĩ là học cách yêu thương bản thân là một trong những thứ khó nhất. Còn khó hơn cả cách bạn đi yêu người khác. Con người ta thường dễ dàng bao dung với người khác, nhưng mà lại rất là khắt khe với chính mình. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta đến đây thôi. Tôi sẽ yêu thương bản thân mình bằng cách nghỉ nghỉ buổi trưa về tại đây, và sẽ đi ăn một cái gì đấy tôi thích, uống một cái gì đấy tôi mê chẳng hạn, đúng không? Tôi ngồi, tôi bật điều hòa, tôi thảnh thơi, tôi nghỉ ngơi, tôi ngả ngốn ra. Có thể là tôi sẽ nằm ra đây chiêu chiêu một lúc và chiêu chiêu ngủ đi vài phút chẳng hạn. Rồi tôi sẽ tỉnh dậy. Vậy là không, hôm nay không chơi game, hôm nay không chơi game gì cả. Đến đây thôi, đến đây. Đến đây thôi. Bây giờ là đến lúc là tôi phải học cách yêu thương mình các ông ạ. Tôi đã chia sẻ với các ông một buổi tối. Và đến lúc này, khi mà cái sự sâu deep của tôi nó bắt đầu lắng xuống. Cái sự sâu deep của tôi bắt đầu lắng xuống thì tôi xin phép là tôi được yêu thương bản thân mình đây các ông ạ. Tôi học cách yêu thương bản thân mình đây. Trầm cảm thế là đủ rồi đúng không? Gói cái cảm xúc của chúng ta lại đây và kết thúc buổi stream, kết thúc một tối thứ bảy. Ngày mai ngủ nướng một tí,
xong rồi dậy ăn sáng, làm cốc cà phê. Thế là tận hưởng ngày cuối tuần, thật vui mọi người nhá. À, tôi cảm ơn các ông đã ở đây nói chuyện cùng tôi và chia sẻ cùng tôi tất cả những giây phút vừa qua. Và thực sự là cái khoảng thời gian này, cái khoảng thời gian của mỗi thứ thứ bảy, nó chữa lành tâm hồn tôi. Nhờ comment của các ông, nhờ chia sẻ với các ông, nó chữa lành tâm hồn tôi. À, hy vọng là cũng sẽ như thế với những người đang xem tôi, với những người đang comment cho tôi. Thì nhưng không quên nhiệm vụ thì ai đi qua nhớ follow tôi, share cho tôi, like tất cả những cái mạng xã hội của tôi mọi người nhá. Và bây giờ tôi off stream đây, tôi sẽ bật một bài nhạc thật hay để cho mọi người nghe, mặc dù tôi chưa biết là bài nào. Và hẹn mọi người ngày mai hoặc là ngày mốt, nhưng có thể là ngày mai đấy, ngày mai tôi sẽ lại làm phiền các ông với những ván cờ. Hẹn các ông ngày mai. Còn bây giờ tôi xin nghỉ mọi người nhá, yêu mọi người nhé. Tôi bật nhạc này, tôi bật intro này, tôi bật cho mọi người nghe bài tôi thích nhá. Bài Sao Lại Khóc được không? Hơi buồn một tí nhưng mà tôi lại vẫn cứ nghiện bài Sao Lại Khóc. Có thể là cứ cách tuần tôi lại cho các ông nghe một lần bài này. Bye bye, dù buồn nhưng mà không trầm cảm nhé. Tạm biệt các ông.